Chào cả nhà, đây là cây xài đất tươi, có lá và hoa màu vàng, nhìn rất là đẹp, thân của nó có màu tía. Cây xài đất là một loại cây hay mọc hoang dã, nhưng lại có nhiều tác dụng rất là tốt trong y học cổ truyền. Công dụng chủ yếu của nó là giúp thanh nhiệt, giải độc và tiêu nhọt, kháng viêm, giúp nông đờm, chữa các bệnh về ho, đau họng, viêm tuyến vú, rôm sẩy, nổi mần này, hoặc là những người cao huyết áp. Cây này được dùng dưới dạng tươi hoặc là mình có thể giã ra mình đắp. Đa phần thì người ta sẽ mang về phơi khô để đun nước uống và cũng có thể kết hợp để mà tắm để phòng ngừa các bệnh như là sởi, bạch hầu, hỗ trợ điều trị các bệnh như là về viêm da dị ứng này, ngứa ngáy này. Đối với những trường hợp bị viêm da hoặc là bị rôm sảy thì mình dùng dạng khô, mình đun nước để mà mình tắm ngoài da. Còn đối với trường hợp mà trẻ bị sốt cao thì mình có thể dùng dạng tươi, ngày mình dùng từ 20 đến 50 gram, rửa sạch, sau đó giã nhuyễn, vắt đi, mình lấy cái nước đó mình uống và cái bã thì mình sẽ đắp vào lòng bàn tay, bàn chân để nó giúp mình nhanh giảm sốt. Ngoài ra thì người ta có thể sử dụng với dạng khô để mình đun nước, mình sắc uống. Khô thì các bạn có thể dùng từ 30 gram đến 100 gram, mình rửa sạch, mình cũng đun với 1 lít rưỡi nước, đun sôi để nhỏ nửa niêu riêu 15 phút, sau đó mình tắt bếp để nguội uống trong ngày. Hiện tại bên shop mình đang cung cấp cây xài đất dạng khô. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.